sầu riêng được mệnh danh là vua của các loại trái cây bởi giá trị kinh tế mang lại rất cao. Sau thu hoạch, cây sầu riêng sẽ bị suy yếu nên việc chăm sóc loại cây trồng này cũng được nông dân đặc biệt chú trọng để cây nhanh phục hồi và cho trái vụ tới. Ghi nhận tại huyện Cẩm Mỹ. Tại vườn sầu riêng 6 hectare của gia đình anh Trần Hoài Thơ, xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, giai đoạn này vườn sầu riêng sau thu hoạch bị suy kiệt nhiều. Đang bước vào mùa mưa nên anh Thơ thường xuyên cắt tỉa vườn giúp vườn sầu riêng thông thoáng, thuận lợi trong việc chăm sóc. Quá trình này cũng hạn chế được các bệnh ở bộ rễ, bệnh cháy lá non, thối thân xì mũ thường gặp phải trên cây sầu riêng. Khi thu hoạch thì mình bắt đầu mình tưới thuốc để điều trị cái nấm cho rễ, để phòng ngừa bệnh cho rễ. Thì sau đó khoảng 15 đến 20 ngày thì mình bắt đầu mình bỏ phân sinh học cho cây sầu riêng. Thì đợi khi nào nắng nắng chút xíu thì cái vỏ cây nó ráo á, mình bắt đầu xịt những thuốc để điều trị về mọt đục cành, về sâu bệnh cho cành, cho thân. Cô tại vườn sầu riêng của ông Đỗ Lương Ý, những ngày này ông tích cực thăm vườn, có các biện pháp chăm sóc phù hợp để cây phục hồi nhanh chóng, đảm bảo năng suất niên vụ sau. Ngoài việc ưu tiên sử dụng các loại phân chuồng, phân hữu cơ để giúp cây sầu riêng nhanh chóng hồi phục và phát triển xanh tốt, ông cũng chú trọng các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn để cung cấp ra thị trường. Sau thu hoạch thì cái giờ này là mình là quan trọng nhất để làm bông cho cái mùa sau. Làm phải cho tốt thì vàng lá vàng này thì nó mới được bông trái, nó mới tốt được. Còn mình cần phải tập trung chăm sóc sau thu hoạch cho sớm để phục hồi sức khỏe cho cây. Do cái điều kiện thời tiết năm nay nó có những cái khó khăn. Ví dụ như là cái vụ nắng hạn vừa qua cho nên nó ảnh hưởng đến sức của cây. Vậy bà con nên chủ động sử dụng cái phân hữu cơ hoai mục có kết hợp với nấm Trichoderma để nhằm phục hồi cây. Là thứ hai nữa, phòng số bệnh ví dụ như là bệnh cháy lá non hay là bệnh thối thân xì mũ mà bà con phải làm sớm thì nó mới có hiệu quả. Tại huyện Cẩm Mỹ có diện tích trên 2.000 hecta cây sầu riêng, tập trung nhiều tại các xã Nhân Nghĩa, Xuân Quế, Sông Nhạn. Hiện địa phương có 13 vùng trồng sầu riêng được cấp mã số vùng trồng với diện tích trên 461 hecta, có 309 hộ tham gia. Các ngành chức năng tiếp tục vận động nông dân chăm sóc theo các quy trình sản xuất sạch, đáp ứng tiêu chuẩn, hình thành cánh đồng mẫu lớn nhằm tạo thương hiệu sầu riêng Cẩm Mỹ.